风寒沉雪路，不知崎岖，苍松松膝下，衷心赞许。朝辞磨剑石，不加顾虑，轻提我宝剑，飞身再跨千里驹。惶恐真探问，问我是谁？看我傲然摘云彩，更感畏惧。天边有星，伸手要采，哪怕极疲累。远近何我？请你记住，江山归我取。滚潮声轻奏我，恶滚伴随，见我傲然踏河山，冷风轻吹，吹干血和泪。Đột nhiên ta cảm thấy chuyện này sắp sửa có kết quả. Vậy tức là Cửu Thiên Tuế sắp được lên đăng cơ. Thanh lão gì? Có. Người lập tức đi chuẩn bị. Tuấn lên. Thượng Thăng. Cửu Thiên Tuế, người biết ý của ta, giữ người ở lại đây làm gì chứ? Xin Cửu Thiên Tuế dẫn dò. Người nói đi. Nếu mà ta dùng võ lực đoạt lấy ngôi dừa, cơ hội sẽ ra sao? Cửu Thiên Tuế chắc chắn nhất định sẽ thành công đó. Chưa chắc. Ta làm gì? Lúc nào cũng phải vừa sẵn cũng được cuối cùng cho bản thân. Ý của Cửu Thiên Tuế là... Ngươi lập tức dặn với hai người tại sai của ngươi, lấy hết những đồ đạc quý giá tới chiếc xe của ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Rửa mặt không được thành công, phải lập tức rời khỏi kinh thành rồi mới tính sao. Cửu Thiên Tuế, Thiên Tuế sợ Giang Tân nó... Giang Tân không có gì đáng sợ. Ta chỉ sợ Tư Đình Phong thôi. Người lập tức đi chuẩn bị. Dạ đó. Trương Vĩnh. Có. Ngươi qua đây uống rượu với Trẫm đi. Hoàng thượng, nô tài không dám. Ê, Trẫm kêu ngươi ngồi thì ngươi ngồi đi. Tạ hoàng thượng. Từ ngày hoàng thượng tới đây, thiếp chưa thấy hoàng thượng vui được như ngày hôm nay. Trẫm muốn không vui cũng không được. Hoàng thượng, hoàng thượng nói như vậy thật là quyền diệu, nô tài không hiểu được. Anh nè, tất cả uống với Trẫm một ly nha.
Tuy rằng thân Trẫm ở đây, nhưng mà lòng của Trẫm nhớ tới quê nhà. Hoàng thượng, chuyện này nô tài cũng biết vậy, nhưng mà hy vọng hoàng thượng nói thẳng ra. Trẫm còn nhớ ngày đầu tiên Trẫm đến đây, Lũ Cẩn chỉ phái 10 tên đại nội thị vệ tới đây canh chừng Trẫm. Nô tài kia chắc hắn đã tự tin sẽ lấy được giang sơn của Trẫm. Nhưng mà qua 2 ngày sau, nó lại tăng cường thêm 20 người tới đây. Chắc nó đã gặp trở ngại với Giang Tăng và Đường Phong gây nên, sợ chỗ này thất thủ, cho nên mới tăng cường thêm người. Nhưng mà đến ngày hôm nay, tất cả đã khác hẳn. Hoàng thượng, xin hỏi có chuyện gì không? 2 ngày nay ở bên ngoài yên lặng lắm, Trẫm sợ rằng có chuyện thay đổi. Hoàng thượng, không chừng Hầu Gia và Giang Đại Đô đâu, hai ông đã... Hy vọng là vậy, nhưng mà theo Trẫm suy đoán, hôm nay chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Hoàng thượng, hoàng thượng đoán chuyện rất là hay. Trương Dịch. Dạ. Trẫm cũng biết danh mạng ngày mai của Trẫm ra sao. Hoàng thượng, hoàng thượng thành đức chiêu minh, chắc chắn sẽ được bình an. Thật ra lần này tôi vì cứu hoàng thượng, cho nên mới dám to gan tự ý làm chủ tấn công kinh thành. Nếu có vị nào cho rằng không hợp với quân pháp, hoặc là muốn rút lui, tôi không muốn cưỡng bách các vị. Xin trung thành với hoàng thượng, thầy chết cũng phải tiêu diệt gian tặc. Thầy chết cũng phải tiêu diệt gian tặc. Tốt lắm, tất nhiên được trung thành với hoàng thượng, chúng ta cứ làm theo kế hoạch. Bấm Hầu Gia, ngũ quân đã chuẩn bị sẵn sàng khởi hành, tấn công thẳng vào kinh thành. Tốt lắm, chúng ta xuất phát. Yeah.
Lăng Dương đã đứng bên tránh đất hả? Cô điên tôi, bây giờ quân lực ở trong kinh thành đang bị thủ hạ của Lăng Dương và thủ hạ của Giang Tăng đuổi giết. Vậy cuộc sống ai sống đi đâu? Hai ổng ngày hôm qua đi ra ngoài kinh thành hành thích Giang Tăng, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Sợ rằng họ đã... Được rồi, chuyện đã xảy ra nông nổi này rồi, bắt buộc ta phải dùng kế hoạch cuối cùng. Kế hoạch cuối cùng? Hỗn lắm. Thật sự không chịu mặt hả? Giang Tặc, ngươi dám khi quân phạm thượng hả? Thượng lãnh. Dạ. Thầy á cho nó. Dạ. Hoàng thượng, thượng thắng ngươi. Lưu Cẩn, ngươi dám làm phản hả? Nào cũng không được vào cung. Người trách nhiệm. Được, các người muốn đi vào, bước qua sắc tích của ta.